Thi Thiên 107. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Những người Đức Giê-hô-va đã cứu chuộc khỏi tay kẻ thù, hãy nói như vậy, tức là những người Ngài đã tập hợp từ các xứ, từ phương Đông và phương Tây, phương Bắc và phương Nam. Họ lưu lạc nơi hoang mạc quạnh hiu, không tìm được một thành để ở. Họ bị đói khát, tâm hồn mỏi mòn tuyệt vọng. Bây giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn, dẫn họ theo con đường ngay thẳng, cho đến khi họ tìm được một thành để ở. Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài và vì các phép màu mà Ngài đã làm cho con loài người. Vì Ngài làm cho lòng khát khao được thỏa thích và lòng đói khát được mãn nguyện với những điều tốt lành. Có kẻ ngồi trong chỗ tối tăm và bóng chết, những tù nhân bị khốn khổ trong xích sắt, vì đã phản nghịch lời Đức Chúa Trời và khinh thường sự khuyên dạy của Đấng Chí Cao. Vì thế, Ngài dùng lao khổ để hạ lòng họ xuống. Họ ngã quỵ mà không kẻ đỡ nâng. Bây giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn. Ngài đem họ ra khỏi nơi tối tăm và bóng chết, cũng bứt đứt xích xiềng cho họ. Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài và vì các phép màu mà Ngài đã làm cho con loài người. Vì Ngài đã phá cổng đồng và bẻ gãy các song sắt. Kẻ ngu dại bị khốn khổ vì lối sống tội lỗi và bị đau đớn vì sự gian ác của mình. Họ chán ngán các thức ăn và đang đến gần cổng tử thần. Bây giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn. Ngài ban lời Ngài và chữa lành họ, cứu họ khỏi mồ mả. Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài và vì các phép màu mà Ngài đã làm cho con loài người. Nguyện họ dâng tế lễ tạ ơn và thuật các công việc của Ngài với bài hát vui mừng. Có người đi tàu trên đại dương và làm việc nơi biển cả. Họ thấy công việc Đức Giê-hô-va, xem phép lạ Ngài trong nước sâu. Ngài khiến bão tố thổi qua và bao đào dồi dập, vượt lên tận trời cao rồi chìm xuống vực sâu. Trong cơn khốn khổ, lòng can đảm tiêu tan. Họ choáng váng, lảo đảo như người say, sự khôn ngoan đều tiêu mất. Bây giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn. Ngài làm ngừng bão tố, khiến ba đào lặng yên. Họ vui mừng vì sóng êm biển lặng. Chúa dẫn họ đến bến bờ ước ao. Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài và vì các phép màu mà Ngài đã làm cho con loài người. Hãy tôn cao Ngài giữa cộng đồng dân Chúa và ca ngợi Ngài trong hội đồng trưởng lão. Ngài đổi sông ngòi ra hoang mạc, suối nước thành đất khô cằn và đất màu mỡ ra đất mặn. Vì sự gian ác của dân cư ở đó, Ngài biến hoang mạc thành ao hồ, đất khô ra suối nước. Ngài làm cho những kẻ đói có chỗ để ở và họ xây thành để sinh sống. Họ gieo giống trong ruộng và trồng nho, rồi thu hoa lợi dư dật. Đức Chúa Trời ban phước cho họ và họ sinh sản thêm nhiều. Ngài không để cho bầy súc vật của họ bị giảm sút. Khi quân số họ bị suy giảm và bị sỉ nhục vì sự áp bức, gian nan và buồn rầu, Ngài đổ sự nhục nhơ trên các vua chúa, khiến họ lưu lạc trong đất hoang vu không lối thoát. Nhưng Ngài cứu vớt kẻ thiếu thốn khỏi cơn hoạn nạn và làm cho gia quyến họ đông như bầy chiên. Những người ngay thẳng sẽ thấy điều ấy và vui mừng, còn bọn gian ác đều phải ngậm miệng lại. Nguyện người khôn ngoan chú ý những điều này và suy ngẫm về lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va. Gia Cơ chương 4. Những sự tranh chiến, xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng đang giao tranh trong chi thể anh em sao? Anh em tham lam mà chẳng được, nên anh em giết người. Anh em thèm muốn mà không thể đạt được, nên xung đột và tranh chiến. Anh em không có gì cả,
Anh em không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận được, vì anh em cầu xin với dụng ý xấu, để dùng cho dục vọng riêng của mình. Này những kẻ ngoại tình kia, anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên người nào muốn kết bạn với thế gian thì người ấy tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Hai anh em cho là vô nghĩa khi Kinh Thánh nói: Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta thương mến chúng ta đến nỗi ghen tuông. Nhưng ân điển Ngài ban cho càng lớn hơn, nên Kinh Thánh nói: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường. Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời, hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi các tội nhân, hãy rửa sạch tay mình. Hỡi kẻ hai lòng, hãy thanh tẩy lòng mình đi. Hãy sầu thảm, hãy than vang, khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Hỡi anh em, đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Nhưng nếu bạn xét đoán luật pháp thì bạn không phải là người chấp hành luật pháp, mà là người xét đoán luật pháp. Chỉ có một đấng ban bố luật pháp và phán xét, là đấng có quyền cứu chuộc và tiêu diệt. Còn bạn là ai mà dám xét đoán người lân cận mình? Bây giờ, hỡi anh em là những người đang nói: Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia, ở đó một năm buôn bán và kiếm lời. Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào. Sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay. Đúng ra anh em phải nói: Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia. Nhưng anh em lại kiêu căng tự phụ. Mọi thứ kiêu căng như thế đều là xấu. Vậy ai biết điều tốt cần phải làm mà không làm thì phạm tội. Ê-xê-chi-ên chương 19. Vậy con hãy đọc bài Ai Ca về các nhà lãnh đạo Israel và nói: Mẹ ngươi xưa kia như thế nào? Là sư tử cái ở giữa những sư tử đực, nằm giữa những sư tử con và nuôi bầy con mình. Nó nuôi một sư tử con trong bầy trở thành một sư tử tơ, tập bắt mồi và ăn thịt người ta. Các dân nghe tiếng về nó, nó bị bắt trong hầm, chúng dùng móc dẫn đi điệu nó qua Ai Cập. Khi sư tử cái đợi chờ đã lâu và niềm hy vọng đã mất, nó bắt một con khác trong bầy và nuôi dưỡng thành một sư tử tơ. Nó đi lại giữa những sư tử, trở thành một sư tử tơ, tập bắt mồi và ăn thịt người ta. Nó phá hủy cung đền của chúng và tàn phá các thành. Đất và mọi vật trong đó đều bị hoang vu vì tiếng gầm thét của nó. Các nước ở mọi miền chung quanh nổi lên chống lại nó, bủa lưới trên nó. Nó bị bắt trong hầm, chúng dùng móc kéo nó nhốt vào củi. Rồi điều nó đến vua Babylon, chúng bỏ nó vào ngục, để cho tiếng nó không vang ra nữa trên núi Israel. Mẹ ngươi như một cây nho trong vườn, được trồng bên mé nước, lắm cành nhiều quả. Nhờ có nhiều nước, những cành nó khỏe chắc, trở nên cây gậy của nhà cai trị. Thân nó vươn cao giữa tàn cây rậm rạp, ai cũng nhìn thấy nó. Vì thân cao, cành lá tùm, nhưng nó đã bị nhổ bởi cơn giận và bị quăng xuống đất. Gió đông đã làm nó khô héo, trái nó rụng sạch, những cành to lớn của nó bị héo tàn, lửa đã thiêu đốt nó đi. Bây giờ nó bị trồng nơi hoang mạc, trong đất khô và thiếu nước. Lửa phát ra từ thân nó, thiêu đốt cành và trái nó, đến nỗi không còn cành khỏe chắc nữa, để làm cây gậy cho nhà cai trị. Đó là bài Ai Ca dùng để khóc than. Ê-xê-chi-ên chương 20. Vào năm thứ bảy, ngày mùng 10 tháng 5, có một vài trưởng lão Israel đến cầu hỏi Đức Giê-hô-va, và họ ngồi trước mặt tôi. Bây giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, hãy nói với các trưởng lão Israel và bảo họ rằng: Chúa Giê-hô-va phán, có phải các ngươi đến cầu hỏi ta chăng? Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống,
ta không để cho các ngươi cầu hỏi ta đâu. Hỡi con người, con muốn phán xét họ, con muốn phán xét họ chăng? Hãy nói cho họ biết những điều kinh tởm của tổ phụ họ. Con hãy nói với họ rằng, Chúa Giê-hô-va phán: trong ngày ta chọn Israel, ta giơ tay thề cùng dòng dõi nhà Gia-cốp và bày tỏ chính mình ta cho họ biết trong đất Ai Cập. Ta giơ tay phán với họ rằng, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Trong ngày ấy, ta thề hứa cùng họ rằng, ta sẽ đem họ ra khỏi đất Ai Cập để vào đất mà ta đã tìm sẵn cho họ, tức là đất đượm sữa và mật, đất tốt nhất trong mọi đất. Ta phán với họ: các ngươi mỗi người phải ném xa mình những điều kinh tởm của mắt các ngươi và chớ làm ô uế mình bằng các thần tượng của Ai Cập. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, nhưng họ nổi loạn chống lại ta và không muốn nghe ta. Mỗi người không ném bỏ những điều kinh tởm của mắt mình và không từ bỏ các thần tượng của Ai Cập. Bây giờ ta phán rằng, ta sẽ đổ cơn giận ta trên họ, trút hết cơn thịnh nộ ta chống lại họ giữa đất Ai Cập. Nhưng ta hành động vì cớ danh ta, để cho danh ấy không bị xúc phạm trước mắt các dân ngoại nơi mà họ đang sinh sống. Trước mắt các dân ấy, ta đã bày tỏ chính mình ta cho họ biết khi đem họ ra khỏi đất Ai Cập. Vậy ta đã dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập và đem họ vào trong hoang mạc. Ta ban cho họ luật lệ ta và làm cho họ biết phán lệnh ta, để người nào làm theo đó thì được sống. Ta cũng cho họ những ngày sa bát của ta như một dấu hiệu giữa ta và họ, để họ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va đã biệt riêng họ ra thánh. Nhưng nhà Israel nổi loạn chống lại ta trong hoang mạc. Họ không noi theo luật lệ ta, loại bỏ phán lệnh ta là điều mà người nào làm theo sẽ nhờ đó được sống. Họ vi phạm nghiêm trọng các ngày sa bát ta. Bây giờ ta phán, ta sẽ đổ cơn giận ta trên họ và tiêu diệt họ trong hoang mạc. Nhưng ta đã hành động vì có danh ta, để danh ấy không bị xúc phạm trước mắt các dân ngoại, là các dân đã chứng kiến ta đem họ ra khỏi chúng. Ta cũng đã giơ tay thề với họ trong hoang mạc rằng, ta sẽ không đem họ vào đất mà ta đã ban cho họ, là đất đượm sữa và mật, đất tốt nhất trong mọi đất. Vì họ đã loại bỏ phán lệnh ta, không noi theo luật lệ ta và xúc phạm những ngày sa bát của ta, bởi lòng họ đã hướng về thần tượng mình. Tuy nhiên, mắt ta đã đối thương họ, không hủy diệt họ hoặc tận diệt họ trong hoang mạc. Ta phán với con cái họ trong hoang mạc rằng, đừng noi theo luật lệ của ông cha các ngươi, đừng giữ những quy định của họ hay tự làm ô uế bởi những thần tượng của họ. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Hãy noi theo luật lệ ta, vâng giữ phán lệnh ta và làm theo. Hãy biệt riêng những ngày sa bát của ta ra thánh. Nó sẽ làm dấu hiệu giữa ta và các ngươi, để cho họ biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Nhưng con cái họ đã nổi loạn chống lại ta, không noi theo luật lệ ta, không vâng giữ để làm theo la phán lệnh ta, là điều mà người nào làm theo thì được sống, và họ vi phạm những ngày sa bát của ta nữa. Bây giờ ta nói, ta sẽ đổ cơn giận ta trên họ, trút hết cơn thịnh nộ của ta chống lại họ trong hoang mạc. Tuy nhiên, ta đã rút tay ta lại và đã hành động vì danh ta, để danh ấy không bị xúc phạm trước mắt các dân ngoại, là dân chứng kiến ta đã đem họ ra khỏi chúng. Ta cũng đã giơ tay thề với họ trong hoang mạc rằng, ta sẽ làm cho họ tan lạc giữa các dân và rải ra trong nhiều nước. Vì họ không vâng giữ phán lệnh ta, nhưng đã loại bỏ luật lệ ta, vi phạm những ngày sa bát ta, và mắt họ đã hướng về các thần tượng của tổ phụ mình. Ta cũng đã ban cho họ những luật lệ không tốt và những phán lệnh không thể nhờ đó mà được sống. Ta đã làm cho họ bị ô uế bởi của cúng khi họ đem dâng mọi con đầu lòng qua lửa, để vì đó ta làm cho họ ra hoang vu, hầu cho họ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Vì thế, hỡi con người, hãy nói với nhà Israel và bảo chúng: Chúa Giê-hô-va phán, tổ phụ các ngươi đã xúc phạm ta vì họ đã không trung thành với ta, khi ta đem họ vào đất mà ta đã thề ban cho họ. Bây giờ, họ đã tìm thấy các đồi cao, các cây rậm
và dân sinh tế mình tại đó. Họ đã bày ra tại đó cuộc cúng để chọc giận ta. Họ đã đốt hương có mùi thơm và cũng làm lễ quán tại đó. Bây giờ ta hỏi họ, nơi cao mà các ngươi đến đó là gì? Cho nên, nơi cao ấy còn gọi là Ba Ma cho đến ngày nay. Vì thế, hãy nói với nhà Israel, Chúa Giê-hô-va phán, các ngươi tự làm ô uế theo cách tổ phụ các ngươi và các ngươi hành dâm theo những điều kinh tởm của họ sao? Khi dâng lễ vật và dâng con mình qua lửa, các ngươi đã tự làm ô uế với những thần tượng mình cho đến ngày nay. Hỡi nhà Israel, lẽ nào ta cứ để cho các ngươi cầu hỏi sao? Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, ta không để cho các ngươi cầu hỏi ta đâu. Các ngươi nói rằng, chúng tôi muốn giống các dân tộc, các quốc gia trên đất, thờ thần gỗ và đá. Nhưng điều các ngươi nghĩ trong trí đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, ta sẽ dùng tay mạnh mẽ và cánh tay giơ ra, lấy thịnh nộ đổ ra mà cai trị các ngươi. Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc. Ta sẽ dùng tay mạnh mẽ, cánh tay giơ ra và cơn thịnh nộ đổ xuống để nhóm các ngươi lại từ các nước mà các ngươi đã bị tan lạc trong đó. Ta sẽ đem các ngươi vào nơi hoang mạc của các dân, và tại đó ta sẽ đối mặt phán xét các ngươi. Như ta đã phán xét tổ phụ các ngươi trong hoang mạc xứ Ai Cập thể nào, thì ta cũng phán xét các ngươi thể ấy. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ làm cho các ngươi đi qua dưới gậy và sẽ đem các ngươi vào trong dây giao ước. Ta sẽ tẩy sạch khỏi các ngươi những kẻ phản nghịch và bọn nổi loạn chống lại ta. Ta sẽ đem họ ra khỏi đất họ trú ngụ, nhưng họ sẽ không được vào đất Israel. Như vậy, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Hỡi nhà Israel, về các ngươi thì Chúa Giê-hô-va phán, hãy đi, mỗi người trong các ngươi hãy thờ thần tượng mình. Nhưng sau đó, các ngươi chắc sẽ lắng nghe ta và sẽ không nói phạm danh thánh của ta nữa, bởi cuộc cúng và bởi thần tượng các ngươi. Chúa Giê-hô-va phán, vì trên núi thánh ta, trên núi cao của Israel, tại đó toàn thể nhà Israel sẽ phục vụ ta ở trong đất ấy. Tại đó, ta sẽ chấp nhận họ, và tại đó, ta sẽ đòi tế lễ của các ngươi và những lễ vật bằng trái đầu mùa của các ngươi cùng mọi lễ vật thánh. Ta sẽ chấp nhận các ngươi như mùi hương thơm khi ta đem các ngươi ra khỏi các dân tộc và tập hợp các ngươi từ những nước mà các ngươi đã bị tan lạc. Và sự thánh khiết ta sẽ được bày tỏ giữa các ngươi trước mắt các dân ngoại. Các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta đem các ngươi vào đất của Israel, là đất mà ta đã giơ tay thề ban cho tổ phụ các ngươi. Tại đó, các ngươi sẽ nhớ lại đường lối mình và mọi hành động làm cho mình bị ô uế. Các ngươi sẽ kinh tởm chính mình về mọi việc gian ác mà mình đã phạm. Các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta sẽ vì danh ta mà đối đãi với các ngươi không theo đường lối xấu xa và việc làm đồi bại của các ngươi. Hỡi nhà Israel, Chúa Giê-hô-va phán vậy.